Vào năm 1985, một phóng viên Hoa Kỳ của truyền hình NBC ghé thăm cơ quan IRCC, hỏi chuyện phỏng vấn về cộng đồng Việt Nam, rồi trao tặng cho ông Vũ Văn Lộc, giám đốc cơ quan, một cuốn tape phóng sự chủ đề Việt Nam 10 năm sau ngày thống nhất. Cuốn tape của NBC có rất nhiều hình ảnh mà người Việt tị nạn nào cũng thích xem, vì ở thời điểm đó, chưa có ai được về Việt Nam xem đất nước bị Cộng sản cai trị ra sao. Cuốn tape được IRCC cho chiếu trong vòng thân hữu, vì lúc đó cũng chẳng có truyền hình tiếng Việt để mà phổ biến rộng rãi. Sau đó, cuốn tape được để vào ngăn tủ và dần dần bị quên lãng. 15 năm sau, đến năm 2001, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập cơ quan IRCC, cuốn tape lại được mang ra, chuyển qua digital để làm footage cho một đoạn phim tài liệu cộng đồng của IRCC. Một trong những đoạn quan trọng nhất và lịch sử nhất là đoạn anh phóng viên Mỹ được đi thăm trại tập trung cải tạo Z30D ở Hàm Tân, Phan Thiết. Và một đoạn phim khác rất cảm động về câu chuyện của một sĩ quan không quân Việt Nam Cộng Hòa đã bị cải tạo xong, đã được tha và đang làm việc ở một quán nhậu có tên là Quán Tri Kỷ ở Sài Gòn. Anh phóng viên phỏng vấn người sĩ quan không quân và hai người có một đoạn đối thoại qua lại rất lý thú. By the record. You learn by the record? Yes. Did you ever go in the United States? Yes. When? 1969. 69? Yes. What were you doing? Pilot. Oh, you were learning how to fly in the Air Force. Yes, how to fly. And you came back here with the South Vietnamese Air Force? Yes. And what happened to you after the war? The happened after the war for me, I'm going to get hopped up. Oh, you went to the re-education camp? Yes. And how many years? 4 years. 4 years and they let you out? Yes, 4 years get out. Do you have any problems now? Yes, now. It's okay now? I think so. You hope so? Yeah. Play one more song for me. I heard with all your attention. Alone, đến tháng 6, 2009, cơ quan IRCC và hệ thống truyền thông dân sinh đã cho phát hành một DVD có tựa đề Chân dung người lính Việt Nam Cộng Hòa và cho giới thiệu những thước phim kể trên. Cùng lúc, đã nhắn muốn tìm gặp người phi công ở quán nhậu Tri Kỷ năm xưa. Anh ở đâu? Xin hãy liên lạc với chúng tôi. Độ vài tuần sau ngày phát hành, chúng tôi nhận được điện thoại của anh Quách Mộng Lân. Đúng là giọng nói của người trong phim. Và chúng tôi đã tìm xuống phía nam California tìm gặp mặt trực tiếp. Đây là buổi gặp gỡ người trong phim tài liệu của chúng tôi. Đó là câu chuyện với anh Quách Mộng Lân, người trong phim tài liệu 25 năm trước và đời sống hiện nay của anh 25 năm sau. Bây giờ xin được giới thiệu hai anh tôi là Phạm Phú Nam từ San Jose đến đây để mà tìm anh Lân. Là bởi vì cách đây hơn một tháng chúng tôi có một phát hành một cái cuốn DVD Chân dung người lính Việt Nam Cộng Hòa đó thưa anh. Là trong cái cuốn băng đó có chiếu một đoạn cũ, rất là cũ, rất là lịch sử của một cái phóng viên Hoa Kỳ. Họ về Việt Nam, họ quay, họ tình cờ họ gặp được anh Lân ở một cái quán trên hè phố Sài Gòn, là quán Tri Kỷ. Và anh Lân đã có một cái đối đáp trả lời cái người phóng viên Mỹ đó rất là đặc biệt. Và đã vậy còn hát tiếng Mỹ nữa. Và trong cái bối cảnh Sài Gòn mà sau khi Việt Cộng nghĩa là chiếm đóng rồi mà vẫn còn hát tiếng Mỹ, trả lời tiếng Mỹ rất là ngon lành.
Thành ra cái hình ảnh đó đưa lên cuốn phim khiến nhiều người rất là thắc mắc. Họ muốn biết xem anh Lân là ai. Hôm nay rất là hân hạnh. Thì trước hết xin anh Lân có thể giới thiệu dùm đây là chỗ nào và rồi anh Việt là gì đối liên quan với anh. Tôi xin trả lời anh Nam. Đây là quán hẹn hò. Đó. Thì tôi cũng xin giới thiệu trước tiên anh Việt là chủ quán, đồng thời trung úy pilot A-37 của khóa, hình như đó là một khóa 1 phản lực A-37 ở Việt Nam, du học tại Mỹ. Thì tình cờ anh em chúng tôi gặp nhau cũng chiến hữu cũ, thành từ tôi nhận lời làm việc với anh Việt, đại khái như vậy. Còn như là anh Nam nói thì đúng như vậy, cách đây 25 năm sau khi ở tù về, tình cờ tôi vào Tri Kỷ làm. Thì bữa đó bất ngờ là có một phái đoàn của NBC News tới, chỉ do anh John Elper và cô Marianne De Leo, đồng thời với anh một phóng viên Việt Nam là anh Nguyễn Quán, cũng ở NBC. Vô thì họ xin phép họ quay, và họ cũng ăn nhậu luôn, đại khái là như vậy. Thì bất ngờ là hôm cách đây một tháng thì thằng em họ tôi nó ở Texas, thằng Hùng, nó gọi nói là biết số điện thoại tôi, nó gọi là có đại tá Lộc ở San Jose và anh Nam muốn kiếm tôi để hỏi cái vấn đề đó. Thì coi như là tôi đã trả lời và hôm nay được hân hạnh các anh đã đến đây. Thế trong anh còn nhớ lại những cái lời đối thoại với cái người phóng viên đó không? Đại khái anh phóng viên nói khi hỏi thì trước khi đó, sau khi biểu diễn đánh biểu diễn rơi thì tôi biết tiếng Anh, thì mới nói chuyện. Thì anh mới, John Elper mới hỏi tôi, thì tôi nói tôi là một sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và coi như là prisoner of war, bây giờ đã release rồi. Thì sau phỏng vấn tôi nói chuyện, anh bảo tại sao mày nói tiếng Anh khá như vậy. Tôi bảo thì tụi tao học, chương trình học của tụi tao là phải có sinh ngữ. Còn thôi trước khi đi du học tụi tao cũng học trường sinh ngữ quân đội. Rồi bây giờ tao muốn cho mày thưởng thức nữa là bởi vì hồi xưa tao cũng chơi ban nhạc, hồi Mỹ có mặt ở đây. Thì tôi mới nói lấy cây đàn ra, tôi biểu diễn, tôi hát cho họ nghe, họ thích lắm. Thế rồi anh lúc mà chúng tôi phát hành băng rồi anh có tình cờ có cuốn băng ở trong tay rồi thì anh thấy sao? Anh cảm giác của anh như thế nào khi nhìn lại chính mình 25 năm về trước? Dĩ nhiên là trẻ trung hơn nhưng mà thấy lúc đó mình quá tàn tạ đi. Gầy anh thấy không? Cái lúc tôi nhìn lại cuốn băng á, trời đất ơi, chiếu sau lưng cái xương vai tôi, xương lưng nó lòi lên mà. Đó. Rồi cánh tay khi ôm đàn nó gân guốc ở kia. Nhưng mà gương mặt thì phải nhìn lại thấy vẫn tươi tỉnh. Nghĩa là mặc dù sống trong cái đội cộng sản nhưng mà có dịp thoải mái như vậy, mình vẫn mà bung ra cái bản chất quân lực Việt Nam Cộng Hòa của mình. Đó. Thế anh trong cái dịp mà cái phóng viên họ đến họ phỏng vấn đó, thì anh có cái họ có nói lý do nào rồi tại sao họ lại chọn cái quán của anh không? Họ nghe nói ở Việt Nam lúc anh Trump hỏi tôi thì là có một cái quán Tri Kỷ do anh Nguyễn Quán cũng là trong đoàn phóng viên đó. Anh nói là kiếm cái gì độc đáo thì mới giới thiệu quán Tri Kỷ. Vậy quán Tri Kỷ là cái quán mà đã mở từ năm 1969. Từ xưa lận, đó, thì chuyên về rắn với thịt rừng, thành ra đoàn NBC mới tới đó. Anh làm gì ở quán Tri Kỷ? Lúc làm Tri Kỷ tôi làm coi như là waiter, và đồng thời kiêm coi như là biểu diễn rắn rơi. Thành thử anh John Elper, anh gọi tôi là Cobra Killer. Cobra Killer, ok. Rồi, anh có bị làm khó dễ gì không? Công an làm khó dễ gì không? Dạ không anh. Nhưng mà anh có thấy công an đi theo lúc mà phải làm quay phim đi? Có hai công an. Hai công an cũng đội cái nón có chữ NBC News. Nhưng mà hai công an đó, chuyện đó mình không biết, nhưng nói chuyện vui vẻ thoải mái chứ không có gì là hình sự hết. Mà rồi sau khi mà cái phái đoàn họ quay phim rồi, anh có cái cơ hội nào anh thấy họ chiếu ở trên đài không? Dạ không anh. Không thấy được. Nhưng mà chỉ có một cái nó dữ kiện như thế này. Là khi tôi còn ở tù như vậy đó, xin lỗi, tôi ra tù còn ở Việt Nam á, tình cờ tôi được biết là có người báo tin về bên Mỹ này là thằng em ruột tôi. Nó tình cờ nó coi được cuốn phim đó, nó thấy nó khóc sùm lên. Nó bảo trời anh Lân bây giờ như thế này này, nó bảo báo cho các chị tôi ở giải trên nước Mỹ biết. Thì từ đó tôi mới biết cái chuyện đó. Thì cái năm
94-95 khi tôi qua đây, tôi ở Hawaii đó, tôi nghe cái đó tôi mới đến thư viện, tôi mượn cuốn phim đó tôi cũng coi qua rồi. Ai cũng có coi qua rồi. Qua rồi. À, vâng. Vâng. Rồi rồi tình cờ chúng tôi phát hành cuốn băng này thì cái cảm giác của anh lúc mà anh coi lại thì là thấy sao? Ngoài cái chuyện mà thấy mình gầy ốm ra rồi. Tôi rất xúc động anh. Yeah. Rất xúc động và đồng thời có một cái niềm hãnh diện đó là mình trong lúc đó mình không nghĩ, chỉ phản ứng tự nhiên khi trả lời thôi, nhưng mà nhìn lại mình thấy là trong cái chế độ cộng sản như vậy mà mình vẫn cứ thoải mái như thế là mình ok rồi. Yeah, yeah, đó. Yeah. À, cũng nhân tiện có anh Việt ở đây, xin nói anh Việt cũng là trước đây xin được hỏi thăm anh. Trước đây anh cũng ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa và anh là phi công. Dạ vâng, trước hết tôi xin đính chính á, thì anh Lân anh nói tôi là A-37, nhưng mà thật sự là tôi học ở Mỹ này, tôi học phản lực T-37. T-37? Vâng. Và sau, nhưng mà sau tôi về tôi phục vụ ở phòng hành quân của Trung tâm 1 Tình báo. Dạ. Và tôi của không quân, sư đoàn 5 không quân. Vâng. Rồi sau năm 1975 thì anh đi đâu? Thì sau năm 75 tôi ở lại, tôi bị đi tù. Dạ. 34 tháng 17 ngày. Tại sao là không quân mà anh không đi? Thì lúc thì cỡ lúc đó tôi nghĩ là tụi tôi còn trẻ và còn thì không có lệnh giờ cho đi thì ở thì cứ ở trong phi trường thôi. Dạ. Rồi xong cuối cùng thì ngày chót thì đi ra thì kẹt lại luôn. Kẹt luôn. Ừ. Như vậy là cũng bị tù thời gian rồi anh sang Mỹ nhờ đi vào cái trường hợp nào? Thì tôi về vào khoảng giữa năm 78. Dạ. Rồi sau đó thì khoảng năm 80 tôi vượt biên. Bây giờ thì xin hỏi thăm anh như vậy thì trường hợp nào, lý do nào mà anh được anh sang Mỹ? Và tôi đi vượt biên thì khi tôi qua tới Singapore, bởi vì là tôi là cựu sĩ quan của không quân và đã có từng đi du học Mỹ. Yeah. Nên Mỹ họ nhận tôi tái định cư ở Mỹ. À, vâng. Rồi anh đã quen biết với anh Lân trước đây ở Việt Nam không? À, thưa không anh. Yeah. Nhưng mà rất một sự tình cờ thì khi khoảng tháng 7 năm 2007 á, thì tôi mở cái quán này. Yeah. Thì anh Lân anh đến anh chơi, rồi mấy người bạn giới thiệu. Anh là nghe nói anh cũng ngày xưa cũng trong không quân. Yeah. Rồi sau hai anh em gặp nhau. Yeah. Rồi sau đó thì tôi mời anh Lân đến cộng tác với tôi cho đến ngày hôm nay. Yeah. Yeah. Thế xin được quay lại với anh Lân một tí. Trước đây anh trong cái câu chuyện anh trả lời phóng viên Hoa Kỳ anh là pilot. Dạ vâng. Thì trước đây như thế nào, câu chuyện như thế nào? Coi như là tôi mê không quân từ còn bé. Yeah. Bởi vì trong gia đình tôi đều là không quân hết. Xin lỗi ông anh cả tôi, xin lỗi là đại tá không quân. Yeah. Rồi ông cậu tôi cũng là pilot khu trục đầu tiên Marrakech, quá 13 người đó. Yeah. Thì các anh em rồi không quân, tôi mê không quân từ còn bé lần. Yeah. Mê bay lắm. Yeah. Nhưng mà đến khi tôi khám thì tôi bị out cái hearing test. Yeah. Cái high frequency tôi nghe không được. Yeah. Đó. Đấy, khi Jonathan phỏng vấn á, thì mình cũng cái ước mơ của mình lúc đó mình nghĩ đâu có gì hết, mình nói xạo là mình là pilot. Yeah. Đó, tôi đúng ra là pilot de terre. Yeah. Đại khái như vậy. Chưa thành pilot. Chưa thành pilot. Và... Nhưng mà thực ra thì anh ở trong quân đội thì anh có ở trong quân đội. Dạ. Và... Ở trong không quân. Anh cũng ở trong không quân. Vâng. Dạ vậy. Và... Thế anh thì coi như rồi anh lúc đó anh hát rất là hay. Thì hỏi thăm anh bây giờ 20 mấy năm còn lại anh còn hát có được không? Có lẽ vẫn còn được anh. Thế anh về cái quán hẹn hò này thì anh có bao giờ biểu diễn cho khán giả xem tài năng của anh chưa? Đó chứ anh, tôi cũng giới thiệu anh là tôi là đầu bếp ở đây và là kiêm ca sĩ của quán. Và rất là khách đến đây là khách sồn sồn. Được. Cũng thế tụi tôi họ rất thích nghe cái nhạc Oldie của thập niên 60-70. Và tôi thì hồi đó tôi chơi ban nhạc trẻ. Được. Anh thử những cái đó mình cũng còn nhớ và cũng có dịp biểu diễn lại. Thế hôm nay anh có thể một lần nữa giống như là 25 năm về trước, anh có thể cho tôi sơ qua biết qua tài nấu ăn của anh sao, rồi còn có cái màn đeo rắn trên cổ không thưa anh? Đeo rắn lên cổ bây giờ mà đeo một cái là cảnh sát nó cung lên. Cung lên. Okay. Tức là bây giờ nấu bếp thì còn được nhưng mà đeo rắn thì không. Vâng. Rồi còn đàn hát được một tí rồi chứ phải không anh? Vâng. Dạ vâng. Bây giờ thì hai anh có thể cho phép tôi được quay phép anh làm một tí món ăn được không?
Dạ được đấy. Dạ vâng. Anh Lân ok không? Dạ ok. Dạ rồi ok. Vậy thì mình sẽ tôi nhìn anh quay anh một tí, anh làm món ăn cho mọi người anh ha. Vâng. Dạ. Trước khi chúng tôi ra về, anh Quách Mộng Lân đã nhiệt tình cất tiếng hát lại bài hát anh đã hát năm xưa ở quán Tri Kỷ để thân tặng cho khán giả khắp bốn phương trời. Tôi là Lân, rất là hôm nay anh Đàm anh đến quay tôi trong cái cảnh trước kia các bạn truyền hình MBC của Mỹ đã đến Việt Nam cách đây 25 năm phỏng vấn tôi, trong khi tôi làm quán Tri Kỷ sau khi bị dẫn đóng rơi. Lớp học của họ tặng tôi tiếp theo những cái gì tôi biết, tao biết về lưu lưu về ca nhạc thì tôi còn thấy hát thì tôi khi làm thì ngày cả 5 năm trước bây giờ tôi được các anh muốn coi là lập lại trần nga tôi xin trình đó là bài anh xây nhà anh xin lỗi nói tiếp là 5 năm trước nọ nó còn mạnh lắm bây giờ yếu rồi có gì thì cười nhá. My darling, I hunger.
Thank you.